Minh Ngọc Vlog xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đoàn mình sẽ trở lại chùa Bửu Tràng núi Dinh nha cô chú anh chị ơi. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 âm lịch. Đêm 23 và ngày 24 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ của sư ba nha cô chú anh chị. Hôm nay như đã hẹn cũng như là một cái duyên lành nên anh chị em cô chú và các thầy trong đoàn mình sẽ lên núi ăn giỗ nha cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ đi lên núi nha cô chú anh chị. Đường lên núi ban ngày rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tháng ngày dài ta muốn qua. Ối là gì? Té tua rồi hả? Thầy đi xe ba lần chứ nhiều. Ngồi trước không té ối rồi ngồi sau ối rồi. Ngồi trước quen tập rồi. Đi nào ngồi sau nó cái. Hôm lần này phải đi sau Ngọc được. Phải rồi. Đi từ đây vô tới sân banh phải không? Sân đâu anh? Sân banh đó. Tắm biển là đi ra những đầu cơ rồi. Nhìn xem đi xe 7 chỗ rồi bao đi ra Vũng Tàu được. Đúng rồi. Vũng Tàu luôn. Hả? Đường vậy không á, đường dốc vậy không á. Đúng rồi. Ăn ngày phải khác chứ. Có bà Ly mà. Bà ối ba chọc mà bao nhiêu. Ai cho mấy bà này đi lận. Chết chết là chết lắm. Chết chết chứ bạn. Sao lại chống cái tên vậy mượn. Đi này nhớ hồi đi bộ đội đi hành quân. Chơi mình có ba lô. Ba lô mấy chục ký. Ok ok. Mình đi được nửa đoạn đường là nghỉ chút xíu nha cô chú chị. Em đi ngoài Lâm Đồng á. Ừ. Lên mấy cái núi nó không có đường cắt nhựa này luôn mà có điều mang đồ mệt á. Tiếp tục lên bà con ơi. Lên. Cái thằng ngựa thằng đen chơi chơi kìa. Chạy hai người kia. Hai người đó chạy lên. Này miếng ngon à, ngon không? Ngon luôn trước sau luôn, ngon luôn ngược, ngon luôn tới, ngon luôn lùi. Nhìn ta thấy người dân lần trước, nhìn miếng ngon lần sau ha. Từ từ, từ từ. Thắng thắng, ngươi ngát lại. I'm on my own, broken to long. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. Còn cái con đó nó bay. Nó bay được khóc lên. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world.
xe. Tại cầm vậy thầy. Cày cái đống luôn. Nè, trời ơi. Sắp đến rồi cô chú anh chị ơi. Vô tiến ra coi chỗ nào đi. Tiến chỗ ôm điện ra chạy. Vô đấu giáo rồi. Ra ngay chỗ mẹ. Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Rồi, xong. Quá đông luôn. Nè, giao văn từ đây qua đây cũng được nữa. Mình sẽ điện đâu luôn. Đúng rồi, ngay chỗ đó được mà. Cây chỗ nào có cây thì mình cứ văn à. Văn đi dùm vô, xuống chỗ để đồ. Đây có chỗ văn không? Ở ngoài ngay chỗ cúng bà không vậy? Ờ, chỗ đó hết ngủ rồi, đúng rồi, hết ngủ rồi. Ngoài đó cúng rồi. Không lẽ không tới sáng? Vô cái cho mày vô cái phòng này ổn đâu cho đó 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 cô chú anh chị nào bạn nhà chưa mua đồ lam lên đây người ta cũng có bán nha cô chú chị. Giờ đoàn của mình đã lên tới chùa Bửu Tràng Bình An nha cô chú anh chị. Đây là chùa Bửu Tràng nơi dỗ sư ba và ban ngày cô chú anh chị. Nó lên đỉnh mẹ cô chú anh chị ơi. Mở này ra nè.
trời anh lại hay á. Anh vui vui đó. Ủa đồng xe mình phải đi ta. Ông thầy bình đâu? Này. Mấy ông kêu hỏi có con em này có đi đây mâm dỗ của chùa này những cô chú chị mình đến đây thường ngày dỗ thì người ta đãi món chay trong nhà cô chú chị à không ra con cá ở đâu đây để đi kiếm con cá đốt lửa ô bập bùng như cháy luôn sáng bơm bơi nhảy hả nhảy nhảy sống sờ bay liền em biết đâu. Tối nay đoàn mình sẽ ngủ như vậy nha cô chú anh chị. Mấy người đi chứ mấy cái thằng răng nó lớn quá. Thì sáng nha quý cô chú anh chị. Bộ cọc là không? Lấy trong công ty rồi uống đầy đùng. Ai bạn nghỉ hả? Cậu kìa, cậu.